Ai gặp nguy hiểm, có chúng tớ đây. Biệt đội anh hùng, chúng tớ sẽ tới ngay. 5 người bạn nhỏ, mỗi người một năng lực đặc biệt, kết hợp với nhau thành một đội, luôn xuất hiện kịp thời để cứu giúp mọi người. Hài hước, tốt bụng và có tinh thần trách nhiệm rất cao. Đó chính là tính cách của những người bạn nhỏ này đấy, kem ạ. Còn chần chừ gì nữa nào? Chúng ta hãy cùng làm quen với biệt đội anh hùng nhé.